đoạn đường Tân Phú Quý đi thôi à. Sắp mưa rồi á, mặc dù là bây giờ là mới có 2 giờ chưa à. 2 giờ chưa à, chứ đâu phải chiều đâu. Ví dụ mà chiều á, trời đi thui như vậy á, 5 giờ mấy á, mà trời như vậy á thì càng dễ hiểu, bởi vì 6 giờ là trời tối rồi. Nhưng mà hiện tại thì mới có 2 giờ trưa thôi, nhưng mà giờ chuyển mưa đi một cách lạ lùng, đi một cách thần kỳ luôn. Quá đi, quá đi cho đội mèo đi. Đó, siêu đi luôn, sức là đi luôn á. Người đang chạy đi nó là đường Tôn Đức Thuyết, tự nhiên thấy sao mà âm u thế chả hiểu được. Sắp mưa rồi á, mình nếu mà đoán không nhầm nha, khoảng chừng chưa tới một tiếng nữa là trời mưa rồi. Bởi vì lúc nãy đi á là trời nắng, và bây giờ nè nhìn nè đen thui thù lùi luôn, đi xìm đi luôn. Bầu trời toàn là mây đen xám xịt không à. Thì đương nhiên đó là trời sẽ sắp mưa rồi. Mới đầu là thấy hơi này nọ đó, nó hơi bị ẩm rồi đó. Hơi nước là kia nó ẩm ẩm rồi đó. Nên mua ốc bùn ta, hỏi nó bán ốc bùn nhiều tí ta. Thôi thảo đi. Thôi mà để mua đi, để hoàn lại mốt vui, để mình sẽ kiếm đường mình hoàn lại các mua dừa với mua ốc vui. Ồ, trời quá đi. Rồi siêu đen luôn. Tôi 30.000 tí. Mua ông ta mà cũng chả biết có nên mua hay không. Ốc bù nè. Ốc bù nhiều ký à? Ốc bù 30 nhiêu 20. Lấy cho 2 cái ốc bù đi.